Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Khách nữ khiến anh đỗ xăng run tay nhìn nội thất trong cốp xe vừa mở ra. Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc độc lạ khiến nhiều người vừa buồn cười vừa được dịp suýt xoa. Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ ăn mặc cực kỳ giản dị, đi một chiếc xe máy khá bình thường, thậm chí trong chiếc xe này đã cũ. Tiếp đó, chị vào cây xăng để đổ xăng như thường lệ. Khi nhân viên cầm vòi xăng đứng chờ sẵn cũng là lúc chị này mở cốp xe máy. Tuy nhiên, lúc này, nhân viên cây xăng bắt đầu run tay, đôi mắt dán chặt vào cốp xe máy khi thấy nhiều cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau được vứt ngổn ngang trong cốp xe. Vừa bất ngờ, vừa thấy lạ lẫm, anh nhân viên chỉ biết nhìn người phụ nữ với ánh mắt thật không thể tin nổi. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng có tâm lý giống như chàng nhân viên cây xăng bất ngờ khi thấy nội thất bên trong chiếc xe máy cũ kỹ kia cư dân mạng để lại nhiều bình luận nhìn ngoài mọi thứ hoang sơ bên trong là cảnh nên thơ chữ tình cho nên đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người sau clip này thì mấy xe tàng tàng vô cây xăng sẽ được chú ý